tôi xin đọc quyết định Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, Chủ tịch nước số 357 QĐ-CTN Hà Nội ngày 24 tháng 3 năm 2022 quyết định về việc tặng huân chương lao động Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam căn cứ điều 88 hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam căn cứ luật quy mô khen thưởng năm 2003 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy mô khen thưởng năm 2005 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy mô khen thưởng năm 2013 xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 166 ngày 23 tháng 2 năm 2022 quyết định điều 1 tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho trường trung cấp nghệ thuật siếc và đặc kỹ Việt Nam Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Điều 2 quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký Thủ tướng Chính phủ chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước tập thể và cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ký tên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân đã ký. Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Loan, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn Trường Trung cấp Nghệ thuật Siếc và Tạp kỹ Việt Nam. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời đồng chí Quảng Văn Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên trao bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho Đoàn cơ sở Trường Trung cấp Nghệ thuật Siếc và Tạp kỹ Việt Nam theo quyết định số 14 QĐ-TTN ngày 27 tháng 1 năm 2021 và khen thưởng Bí thư Đoàn tiêu biểu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giai đoạn 2017-2022 cho đồng chí Nguyễn Minh Chính theo quyết định số 50 ngày 22 tháng 3 năm 2022. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Tiếp theo chương trình
Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Loan, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho năm nhà giáo của trường theo quyết định số 2625 ngày 10 tháng 11 năm 2022. Xin mời năm nhà giáo có tên sau đây lên nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. 1. Nhà giáo Đặng Thái Sơn. 2. Nhà giáo Đặng Thị Diệu. 3. Nhà giáo Mạc Tố Nguyên. 4. Nhà giáo Nguyễn Minh Thông. 5. Nhà giáo Nguyễn Ngọc Minh. Xin mời các thầy cô có tên đề nghị khẩn trương lên sân khấu. Kỷ niệm
như năm ngày nhà giáo Việt Nam và 61 năm ngày thành lập trường. Do công đoàn trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Đàn tính Việt Nam phát động với toàn thể công đoàn viên người lao động nhà trường. Đề nghị các công đoàn viên có tên được công bố sau trên sân khấu để nhận giải thưởng. Một là kết quả của thi văn nghệ giải nhất tam ca ba nữ bài ca hy vọng của công đoàn viên Nguyễn Thị Huyền My, Đinh Thanh Hà, Đặng Thị